Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, chủ trì hội nghị giao ban định kỳ các ban của Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, công tác dân tộc, tôn giáo thị xã, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023. Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2023. Sôi nổi hội trại hè phường Hải Châu năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 để đánh giá tình hình kết quả triển khai công tác chuyển đổi số và đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số, Phó Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 27 điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Dự tại điểm cầu thị xã có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số thị xã, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị xã, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị xã, tổ công tác đề án 06 thị xã, tổ trưởng tổ công tác đề án 06 cấp xã. Báo cáo kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 nêu rõ, Thanh Hóa đã hoàn thành việc kết nối chính thức giữa cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 20 tháng 2 năm 2023, giúp cho người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính được định danh và xác thực điện tử thông suốt, không phải khai báo thông tin ban đầu. Chuyển đổi số các sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành việc đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở ban ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2022 và được phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng tại quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2023. Chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành việc phê duyệt phương án đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ cấp độ cho 856 đơn vị, gấp 17,8 lần so với năm 2022, 48 đơn vị, và là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin. Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành sớm hơn 5 tháng so với tiến độ được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao, đang phối hợp triển khai mô hình 3.0, không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công, không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu, không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền trong việc thực hiện chuyển đổi số tại 5 xã phường. Theo báo cáo, công tác triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh sau tháng đầu năm 2023 được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt hiệu quả. Các nhiệm vụ đề án thuộc trách nhiệm của địa phương cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế từ cấp cơ sở. Việc tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được thực hiện đồng bộ trên tất cả các tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trên cơ sở nhiệm vụ đề án 06 của Chính phủ đã đề ra, Tổ công tác đề án 06 tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành bám sát chỉ đạo, hướng dẫn và tiến độ thực hiện của các bộ ngành cấp trên để tham mưu triển khai thực hiện. Tỷ lệ người dân truy cập, đăng ký tài khoản dịch vụ công được nâng lên. Toàn tỉnh đã hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đối với 100% công dân đủ điều kiện, hoàn thành vượt tiến độ của Bộ Công an giao. Cấp tài khoản định danh điện tử và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử trong khám chữa bệnh và tỷ lệ tra cứu thành công thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tăng qua từng tháng. Công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06 được triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chuyển đổi số và đề án 06, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế.
Về nhiệm vụ, thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của chuyển đổi số và đề án 06 đến mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp. Các sở ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo chuyển đổi số về việc triển khai thực hiện chuyển đổi số và đề án 06 năm 2023. Trên cơ sở xếp loại mức độ chuyển đổi số, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xây dựng kế hoạch khắc phục những nguyên nhân của chỉ số xếp loại đạt thấp, từ đó đề ra giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các sở ngành và các huyện cũng phải xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục. Phải tập trung chủ động và thường xuyên trong việc phối hợp giữa các cơ quan chủ trì cấp tỉnh và các huyện, thị, thành phố để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chuyển đổi số và đề án 06. Cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ quan thường trực chuyển đổi số trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị địa phương cần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2023 với tinh thần quyết tâm cao nhất, trong đó phải triển khai một cách toàn diện, chọn từng thời điểm, cách làm phù hợp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Các cơ quan báo chí tiếp tục tăng thời lượng tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của chuyển đổi số và đề án 06 đến mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 8, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, chủ trì hội nghị giao ban định kỳ các ban của Thị ủy, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm chính trị thị xã và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, công tác dân tộc, tôn giáo thị xã, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023. Trong tháng 7 năm 2023, các ban của Thị ủy, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm chính trị thị xã và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã đã tập trung lãnh chỉ đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tổ chức diễn tập chiến đấu ở các xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2023. Công tác xây dựng Đảng, các hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, Ủy ban kiểm tra Thị ủy đã chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được sau: phối hợp với Ban tổ chức Thị ủy, tham mưu cho Ban thường vụ Thị ủy ban hành quy chế tổ chức thực hiện quy chế làm việc tại Đảng ủy xã Nghi Sơn, phường Mai Lâm, giám sát lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý đất đai tại Đảng ủy phường Tân Dân và Nguyên Bình, thực hiện kế hoạch xác minh thu thập tài sản đối với cán bộ đảng viên tại 7 xã, phường, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật tại 6 đảng bộ xã phường theo kế hoạch. Ban tổ chức Thị ủy tham mưu cho Ban thường vụ Thị ủy chỉ đạo thành công Đại hội Liên đoàn Lao động thị xã nhiệm kỳ 2023-2028, tăng cường công tác quản lý hồ sơ cán bộ, kết nạp 27 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 15 đảng viên dự bị đủ điều kiện. Ban tuyên giáo thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã, tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tham mưu thực hiện các kế hoạch làm việc với Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại thị xã, hoàn thiện nội dung cuốn sách Lịch sử văn hóa truyền thống thị xã Nghi Sơn, ban hành thông báo nội bộ tháng 7 phục vụ sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể chính trị xã hội. Ban dân vận Thị ủy chỉ đạo khối dân vận cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân gieo cấy kịp thời vụ, chào mừng các ngày lễ lớn, công tác giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Văn phòng Thị ủy thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức các hội nghị, xử lý các đơn thư cũng như ban hành các văn bản kết luận của Thường trực Ban Thường vụ để chỉ đạo thực hiện kịp thời. Trung tâm chính trị đã phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức các học kỳ, kỳ thi tại trung tâm, trong đó có 164 học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên, mở một lớp nhận thức về Đảng và tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2023. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong tháng 7 năm 2023, đó là làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hỗ trợ xây sửa nhà cho hội viên, đoàn viên. Công tác tôn giáo được quan tâm, kịp thời nắm bắt các tâm tư nguyện vọng của các tôn giáo trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, cũng như đóng góp các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong tháng 8 năm 2023. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà các ban của Thị ủy, Ủy ban kiểm tra,
văn phòng thị ủy, trung tâm chính trị thị xã và mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thị xã đạt được trong tháng 7 năm 2023. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2023, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, đồng chí đề nghị lãnh đạo các phòng ban thị ủy và các đoàn thể thị xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra thị ủy cần đẩy nhanh tiến độ xác minh, kê khai tài sản, thu nhập với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ thị ủy quản lý tại các xã phường Hải Châu, Hải Ninh, Hải Lĩnh, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Anh Sơn, Các Sơn. Tham mưu cho thị ủy thành lập đoàn kiểm tra giám sát của thị ủy về nội dung lãnh đạo, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại một số xã phường, các phòng ban thị xã. Ban tổ chức thị ủy tham mưu rà soát các chức danh còn thiếu do Ban Thường vụ thị ủy quản lý tại các phòng ban, các xã phường, tham mưu công tác chỉ đạo, nâng cao hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, tăng cường công tác phát triển quản lý đảng viên, phối hợp với các ban thị ủy hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Ban tuyên giáo thị ủy khẩn trương hoàn thành nội dung cuốn sách lịch sử văn hóa truyền thống thị xã Nghi Sơn, tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm. Ban dân vận thị ủy tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, các vấn đề bức xúc trong nhân dân để tham mưu giải quyết kịp thời theo quy định, như công tác tôn giáo, tuyên truyền về giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự, phối hợp với các xã phường duy trì các mô hình đang triển khai hiệu quả. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực thị ủy, đề nghị văn phòng thị ủy phối hợp với các phòng ban trong công tác tham mưu đảm bảo hiệu quả chất lượng các hội nghị của Ban Thường vụ, Thường trực và các đoàn công tác làm việc với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trung tâm chính trị phối hợp với trường chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuẩn bị cơ sở vật chất thi tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị, phối hợp với Ban tuyên giáo tổ chức lớp kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực thị ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy rừng, phòng chống bão lụt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước với công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, đẩy nhanh việc triển khai hỗ trợ xây sửa nhà đại đoàn kết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác giám sát tại các phường Hải Ninh, Ninh Hải theo kế hoạch đã đề ra. Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, triển khai hỗ trợ hội viên xây sửa nhà mái ấm tình thương tại các xã phường Hải An, Ngọc Lĩnh, Định Hải. Hội nông dân tăng cường công tác chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phát triển hiệu quả các mô hình đang triển khai như trồng hoa, măng tây, dưa lê, dưa bao tử, cũng như báo cáo đề xuất các mô hình hiệu quả kinh tế cao, đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã, các phòng ban hỗ trợ nhân rộng mô hình. Đối với đoàn thanh niên thị xã, tập trung tổ chức thực hiện thành công trại hè cho đoàn viên thanh niên thị xã năm 2023 theo kế hoạch của Ban Thường vụ thị ủy, cũng như chỉ đạo đoàn thanh niên các xã phường tổ chức các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Hội Cựu chiến binh tiếp tục chỉ đạo hội cơ sở thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại các xã phường, rà soát giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định, cũng như hỗ trợ cải tạo, xây dựng nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động thị xã hoàn thành công tác bàn giao theo quy định sau đại hội. Phối hợp với phòng giáo dục tổ chức hội nghị công nhân viên chức đầu năm học mới tại các trường. Đối với văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã, tiếp tục rà soát các dự án, các chương trình đã được phê duyệt để tiếp tục theo dõi dự án được triển khai theo đúng quy định, nhất là các dự án tại thôn Đồng Lách, xã Tân Trường. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã phối hợp với xã Tân Trường tiếp tục rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để báo cáo tham mưu cho Ban Thường vụ quyết định hỗ trợ góp phần nâng cao đời sống người dân tại thôn Đồng Lách. Đối với phòng nội vụ, tiếp tục phối hợp với các ban ngành chức năng, tiếp tục kiểm tra, giám sát, không để xảy ra các vấn đề bức xúc trong công tác tôn giáo trên địa bàn thị xã. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 8, Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2023. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Chính trị thị xã, các đồng chí báo cáo viên cấp thị xã, các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy, tuyên truyền viên của 31 xã phường và bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ quan trực thuộc thị ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã thông tin về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023. Dự báo tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại những tháng cuối năm 2023.
tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 7 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, đề nghị các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã tập trung tuyên truyền các sự kiện thời sự chính trị trong nước trong tháng 8 năm 2023, các chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của Trung ương, của tỉnh, của thị xã trọng tâm, kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị những tháng cuối năm 2023. Kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả 3 năm thực hiện kết luận số 01 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu gương các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác. Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo 35 thị xã, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, xấu độc, đảm bảo môi trường tư tưởng ổn định. Công tác phòng chống tham nhũng, công tác giải phóng mặt bằng, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường công tác phòng chống dịch trên gia súc gia cầm, phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, mùng 8 tháng 8 năm 1921, 62 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2023, 78 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023, ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Ngày 4 tháng 8, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, chủ trì hội nghị trực tuyến, quán triệt triển khai luật thanh tra, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật thực hiện dân chủ cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Ngọc Hà, Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, quán triệt các nội dung chính của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Phan Văn Tình, Thị ủy viên, Tránh thanh tra thị xã, triển khai các nội dung mới của luật thanh tra. Đồng chí Dương Thị Hằng, Thị ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, giới thiệu luật phòng chống bạo lực gia đình. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Luật đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật số 10 năm 2022, QH15, bao gồm 6 chương 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đối với luật thanh tra gồm 8 chương 118 điều, tăng 1 chương và 40 điều so với luật thanh tra năm 2010. Luật có một số điểm mới đáng chú ý như Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyền thành lập thanh tra sở, quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm thanh tra viên, bổ sung các điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước, sửa đổi nội dung giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, không còn chế định thanh tra nhân dân trong luật thanh tra, luật có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 có 6 chương 56 điều, tăng 10 điều so với luật năm 2007. Luật có nhiều điểm mới quan trọng như sửa đổi khái niệm bạo lực gia đình, mở rộng đối tượng bạo lực gia đình ngoài quan hệ hôn nhân, bổ sung thêm quy định về hành vi bạo lực gia đình, hình thức tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, nơi tiếp nhận tin báo về bạo lực gia đình, biện pháp ngăn chặn bạo lực gia đình, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh, hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai luật thanh tra, luật thực hiện dân chủ cơ sở, luật phòng chống bạo lực gia đình nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, đảm bảo thanh tra là công cụ đấu tranh trong quản lý nhà nước, bảo đảm phối hợp có hiệu quả giữa công tác giám sát thanh tra,
kiểm tra, kiểm toán của bộ máy nhà nước. Luật thực hiện dân chủ cơ sở mới nhằm mục tiêu thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ. Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi nhằm mục tiêu tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp 2013 điều 21 và thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhà nước ta trong thực hiện các điều ước quốc tế, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Để các luật mới được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, đồng chí đề nghị các phòng ban ngành thị xã, các xã phường tập trung chỉ đạo khẩn trương, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai kịp thời các luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Thanh tra thị xã triển khai tập huấn chuyên sâu về luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật cho cán bộ, công chức, viên chức. Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến luật trên phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện luật thanh tra, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật thực hiện dân chủ cơ sở, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày mùng 3 tháng 8, phường Hải Châu tổ chức khai mạc hội trẻ hè năm 2023. Tới dự có đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh, Bí thư thị đoàn, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Tại hội trại năm nay diễn ra các hoạt động như chấm trại đẹp, thi nghi thức đội, thi hát dân ca và ca khúc cách mạng, các hoạt động trò chơi dân gian, qua đó sẽ lựa chọn đội hình đẹp, các tiết mục văn nghệ hay, mô hình trại có ý nghĩa để tham gia hội trại hè toàn thị xã được tổ chức trong thời gian tới. Thông qua việc tổ chức các hoạt động của hội trại nhằm tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy lòng tự hào của tuổi trẻ và mỗi cán bộ, đoàn viên, đội viên hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước với sự nghiệp cách mạng của nhân dân trong 78 năm qua, đồng thời động viên tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, giao lưu học hỏi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho năm học mới. Trong các ngày từ 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tổ chức phun thuốc diệt mũi phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường Tĩnh Hải và thôn Bắc Yến, xã Hải Yến. Trong đợt này có 1.991 hộ của 3 tổ dân phố phường Tĩnh Hải và thôn Bắc Yến, xã Hải Yến được phun thuốc diệt mũi phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng với các hoạt động tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng chống sốt xuất huyết, tổ chức hoạt động thủy vực, vệ sinh hệ thống thoát nước. Qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng và hiệu quả chiến dịch nhằm làm giảm số ca mắc sốt xuất huyết trong cộng đồng tại tất cả các khu phố trên địa bàn. Bên cạnh đó còn tổ chức diệt long quăng kết hợp truyền thông về phòng chống sốt xuất huyết, vận động nhân dân duy trì tổng vệ sinh môi trường và diệt long quăng hàng tuần tại nhà và xung quanh. Vụ mùa năm 2023, phường Nguyên Bình đưa vào gieo cấy với tổng diện tích là 278 hecta lúa, cơ cấu chủ yếu bởi các giống lúa thuần phù hợp với đồng đất địa phương. Hiện nay người dân đang tập trung ra đồng chăm sóc, dặm tỉa lại những diện tích lúa có mật độ không đồng đều. Đối với diện tích trà muộn, người dân duy trì mực nước trên ruộng, tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh. Hiện cây lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng suất sản lượng đề ra, Ủy ban nhân dân phường Nguyên Bình khuyến cáo đến người dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm các loại sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.